Xin chào mừng các bạn đã đến với video số 72 của học Excel.online Hôm nay chúng ta sẽ đi tạo và sử dụng Custom List ở trong Excel Vậy Custom List là gì? Thì Custom List các bạn có thể xem một ví dụ ở đây đó là một cái danh sách chúng ta gồm có các thứ ở trong tuần ví dụ như là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật như thế này ví dụ trong Excel trong một ô ví dụ như là ô H7 ở đây mình có điền vào là thứ hai nếu mình kéo tiếp cái ô này xuống phía dưới như mình đang làm ở đây thì Excel chỉ hiểu là chúng ta muốn copy cái ô này thôi vì đây là tiếng Việt thế nên là chúng ta sẽ không thể nào mà bảo cho Excel được là sau thứ hai chúng ta muốn tiền vào thứ ba sau thứ ba chúng ta muốn thứ tư vân vân và vân vân và để làm được điều này thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng custom list ở trong Excel để có thể tạo ra một cái list như thế này thì việc đầu tiên là chúng ta muốn tạo ra một cái list hay là một cái custom list như thế này thì các bạn có thể theo những bước sau đây đầu tiên là chúng ta sẽ vào File ở trên Excel sau đó thì chúng ta sẽ chọn phần Options. Sau đó thì ở trong hộp thoại Options này ở bên tay trái các bạn sẽ đi đến thẻ Advanced. Rồi chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này xuống phía dưới ở trong mục General. Các bạn thấy General ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào một nút gọi là Edit Custom List. Và sau đó thì chúng ta có thể thấy được được ở đây là chúng ta có thể đánh trực tiếp. Ví dụ như là thứ hai này, thứ ba này vân vân cho đến chủ nhật ở trong cái list entries này nhưng chúng ta có thể làm nhanh hơn bởi vì mình đã có sẵn cái cái danh sách này ở đây rồi vậy nên mình sẽ bấm vào cái ô chọn import list from sales như mình đang làm ở đây sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào nút import và sau đó thì các bạn đã có thể nhìn thấy được ở đây phần list entries này đã được tạo với nội dung mà chúng ta có ở trên bảng tính sau đó chúng ta sẽ bấm nút OK một lần bấm nút OK lần thứ hai và bây giờ mỗi khi các bạn đánh vào một ô nào đó một ô bất kỳ ví dụ như là thứ hai chẳng hạn và khi chúng ta để chuột lại vào ô thứ hai này và chúng ta kéo cái kết quả thứ hai này xuống thì như các bạn đã thấy thì Excel đã tự điền cho chúng ta dựa vào cái custom list mà chúng ta đã tạo ra ở bước trước và tương tự như vậy thì nếu chúng ta muốn Excel hiểu là chúng ta muốn điền tất cả các ô này không phải theo custom list của chúng ta mà là lặp lại cái thứ hai này thì chúng ta có thể bấm vào cái hộp thoại autofill options ở đây và chúng ta sẽ điền vào là copy cells và chúng ta sẽ được trở lại là toàn bộ thứ hai. Và nếu các bạn muốn quay lại thì chúng ta sẽ sử dụng fill series. Và như vậy thì chúng ta đã dựa vào custom list này chúng ta có thể tạo ra được một danh sách của riêng chúng ta và bây giờ nếu chúng ta có một danh sách là xuân hạ thu đông và một bảng có tên hàng như thế này chẳng hạn thì làm thế nào để chúng ta có thể sắp xếp được theo mùa nếu mà chúng ta sắp xếp theo mùa theo một cách bình thường ví dụ như mình làm ở đây ví dụ chúng ta chọn toàn bộ bảng này vào phần data và chọn filter như thế này và chúng ta sẽ chọn là sắp xếp từ a đến z thì như các bạn đã biết bởi vì chữ d sẽ nằm trước chữ h chữ h lại nằm trước chữ t và chữ t lại nằm trước chữ x ở trong bảng chữ cái vậy nên là mặc dù là cái mục đích của chúng ta là sắp xếp theo mùa được nhưng mà chúng ta lại không sắp xếp được theo mùa theo thứ tự theo mùa tự nhiên đó là xuân hạ thu đông vậy làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này thì các bạn sẽ làm như sau, đầu tiên là chúng ta sẽ đi tạo một cái custom list. Đầu tiên là mình sẽ đánh dấu từ A1 đến A4, sau đó chọn thẻ file. Chọn options một lần nữa, sau đó chọn advanced. Ở thẻ general, mình sẽ chọn edit custom list. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn cái import này và mình đã chọn từ A1 đến A4 ở bước trước. Vậy nên ở đây Excel đã hiểu là chúng ta muốn chọn để nhập dữ liệu từ ô A1 đến A4 chúng ta chỉ việc bấm import và bấm OK một lần bấm OK lần thứ hai và vậy là sau đó thì chúng ta sẽ chọn bảng chúng ta cần sắp xếp sau đó chúng ta sẽ bấm vào thẻ đây ra chọn sort sau đó thì ở hộp thoại sort này thì chúng ta sẽ cần sort là um, sort theo mùa này sau đó là sort dựa trên cái giá trị của mùa sort order ở cột order thì mình sẽ chọn custom list và ở custom list này thì chúng ta thấy là cái danh sách của chúng ta ở đây là xuân hạ thu đông chúng ta sẽ bấm vào xuân hạ thu đông và bấm ok và bấm ok một lần nữa và như các bạn đã thấy chúng ta đã có thể sắp xếp được các loại hàng hóa quần áo của chúng ta theo mùa xuân hạ thu đông theo như đúng cái custom list của chúng ta xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.